con đôi đi. Trời ơi, mày. Chúng mình đi về. Con đôi đi. Một kiểu hơn. Chúng mình. Đừng lấy ra ai, Nguyên. Chú Ảnh đây là. Chú Ảnh đây, chú Ảnh đây. Chú Ảnh đây, chú Ảnh đây. Chú Ảnh, chú một chút lên. Mắc phải. Sao mới một lần, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba ấy là sao nghe đấy? Em chưa kịp nói. Được, em không thể được như thế chứ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Anh em cứ tin không phải nói vội. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mày vừa nói lần thứ nhất, cái này ấy rồi, ngắt lần thứ nào. Người ta thấy. Ờ, người. Thế rồi, quá. Các bạn tăng nghiệp. Mà cái tay tăng nghiệp. Livestream kiểu này, kiểu này toàn kiểu như là 500 bán 600. Người này đang phát trực tiếp 2 kỳ mất cua. Bán hết rồi. Trời. Của hội Hoa Lan Tân Lạc. Xong cái sản phẩm này chúng ta sẽ nghe tiếp với lại em ơi, cho sản con, phẩm thứ hai. Cho con lúa mỏ lên cả mỗi ạ. Con thứ hai. Đây con thứ hai là hai con kỳ. Năm thứ nhất dòng phi 21. Giá khởi điểm của hai em này là 300k. 400. Ok, có một bác đã trả 400. Bác nào nói tiền. 500. Bác nào mạnh tay thế. Anh Đạt đã trả 500. Dòng phi 21. Hai con kỳ năm nhất. 550.000. Rồi anh Tấn là 550.000. Rồi các bạn cứ mạnh dạn lên. Anh em cứ mạnh dạn lên. Rồi anh có anh trả 600. Anh ơi tên Quyền. Anh Quyền đã trả 600. Còn anh ăn nhiệt tình lên. Tối nay đừng nói nhiều này nha. 600.000 cho hai kỳ đóng phi 21. Anh trả 650.000. Vâng. Anh Hà. Anh Hà đã trả giá 650.000. Cây là cây của ai đấy? Cây này là cây từ vườn anh Cảnh. À, cũng của Cảnh à? Vâng. Mốc bên kia. 650.000 lần thứ nhất. Từ từ. Từ từ. Anh Hà đã trả 650.000 rồi. Một, hai. Cưa. Từ từ. 650.000 lần thứ. Có bác nào hơn không ạ? Có bác nào trả hơn không ạ? 650.000 lần thứ nhất. Sôi động lên tí nào. Anh em sôi động hết rồi. Hai, ba. Từ từ. Sôi động lên tí nào. 650.000 lần thứ hai. Có bác nào giả mức giá cao hơn không ạ? Xong hai kỳ dòng phi 21. Vâng, 650.000 lần thứ ba. Cây này thuộc về anh Hà. Chú Hưởng, lên ngồi đây ạ. Hello, chú Hưởng, lên nhận giải, lên nhận giải. Chú Hưởng anh ạ. Nó mình anh ơi. Chú Hưởng, lên nhận, lên nhận. Anh Hà. Anh Hà mới nhận cây. Trời không vui nha. Một tràng bóng tay này dành cho anh Hà và anh Cảnh ạ. À, nói chung là tôi xin có lời là xin giới thiệu với toàn thể anh em là cái hàng này nói chung là hàng sổ số, hàng sổ số tôi mua trong dân thì bây giờ giá khởi điểm tôi xin
la giá là khởi điểm là 300.000. Câu Khải. Vâng. Đây là em xin giới thiệu về cái giò lan này. Nó gồm 3 ki 52 và một ki rất một thân rất là to. Giá khởi điểm của nó đang là 300.000. Rồi, bác kia à, bác anh Vũ đây là 500. Rồi anh Tấn đây. Anh ơi, 500 rồi, 500 rồi, 500 rồi. Lên từ từ đi. Không, anh ơi, có quyền, người ta có quyền anh ạ, à, người ta có quyền. Hai đại gia, hai đại gia đã vượt giá. Rồi anh Tấn đã giả 500k giá 600. 650k. Rồi anh Kiên đã giả 650k. Đại gia nào đây, đại gia nào đây. Đại gia nào đây, 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 đây. Anh em lên từ từ thôi, từ từ nó mới vui. 650k. Lần thứ nhất, lần thứ nhất. Của anh Kiên đưa ra, có bác nào trả giá hơn không ạ? Anh em sôi nổi lên, vừa uống vừa ăn vừa đấu giá. Ai muốn tôi trả tiền để tôi được cái này. Anh em vừa vui vẻ vừa siêu tầm được những giò lan đẹp. 650k là một giá cao nhất của anh Kiên hiện tại đã đưa ra. Có anh em nào trả giá cao hơn không ạ? Số đi. Lần thứ nhất. 1, 650k lần thứ nhất. 2. Có bác nào trả giá cao hơn không ạ? Cần 20 thành viên chú Dũng Thanh ạ. 650k lần thứ hai. 650k lần thứ hai. 3. Vâng. 650k lần thứ ba. Về này có về quý không? Không được thành viên. Ok luôn anh Phong Vũ ạ. Và anh Thái ơi, cho tôi xin ngang lời đi, bắt tay tôi là chủ cây, bắt tay Bác Kiên. À, xin ngang lời toàn thể anh em à, tôi là chủ cây, xin bắt tay với lại Bác Kiên, anh em cùng hú. Nhìn ông này có quen không anh Phong ơi? Phong Vũ ơi, nhìn ông này có quen không? Anh Phong Vũ ơi, nhìn ông này đầu già có quen không này? Anh chưa bắt quan. Tiếp theo thì em xin đấu giá một cái key 52 của mình của em. Key này là một câu ám phân thủy. Đấy. Key 52 giá khởi điểm của em này là 300k. 350k. Đây để em cho xem mặt hoa. Ai đây? Ai đây? Đây. 400k. 400k. Được. Phân thủy. Có phải là 400k? Anh muốn hiện tại là anh Đạt đang dẫn đầu với giá 550k. Đây là 650k của Xuân Trường. Xuân Trường là mẹ em đấy. Không có thế. Chắc tôi em nó cảm thấy không ngon mà. Chúng ta tiếp tục lại với phiên đấu giá. Một ghi án phân thủy mắt đỏ. Ghi 52, anh Đạt đang dẫn đầu với giá là 550. Đây mặt hoa đây, bác nào muốn xem mặt hoa thì có thể lên xem. Đây 550k. Cái của ai đây? Cái của em, à cái của cháu ạ. Cái của em, cái cháu. Đây là cây của cháu. Đôi lỗi. Cái của cháu à? Ghi án 52 đang dẫn đầu là anh Đạt với giá là 550k. Lọc được. Đấy, xem rồi mà. Cái của Khải à? Vâng. Thì 550k lần thứ nhất dành cho anh Đạt. Có bác nào trả giá cao hơn không ạ? Nghe vẻ về anh Đạt à? 550k lần thứ hai. Nam của chùa ơi, đứng đây quay lại được không? Không được. Vâng, và 550k lần thứ ba. Cây này thuộc về anh Đạt, xin chúc mừng anh. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cái ơi, ông ơi, ông là chủ cây bắt tay tôi, có lời giúp cho ông. Đúng rồi, chủ cây bắt tay đi.
Cây là xin phép anh em toàn thể gia đình ý là chủ cây là ông Đỗ Quang Hải và anh Đinh Đạt. Đây giao dịch thành công. Anh em cho một tràng hai đi. Người em tay quay đây em quay mặt cái nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại chọn cái này nha. Chọn tinh mực này. Đổ tinh mực đi. Tắt đi anh em. Không đến đổ từ từ không trả. Cái nào ăn hết thôi là thua. Cái nào ăn hết thôi. Đến với buổi giao lưu đầu tháng cái quỹ ngày hôm nay thì mình cũng không có cái gì gọi là có chút quà nhỏ thôi. Một bông 50 trắng phú thọ. Đi thì hơi bé một chút nhưng mà mức giá thời điểm mình đưa ra là 200k. Tân Lạc à, chị ơi, chị Bùi Duyên này. Tự hiểu. 500k. 600k. 1 triệu là 10.000. Phạm Quy. Vâng. 1 triệu. Rồi, chú Lộc đã giả khi 5 cây trắng phú thọ này với giá 1 triệu. Có bác nào đưa ra? 1 triệu 1. Rồi, anh Cảnh đã giả là 1 triệu rưỡi. Vâng, anh giả 1 triệu 6. Vâng, anh đã giả 1 triệu 6. 1 triệu 7. Rồi, anh Cường 1 triệu 7. Trường giả 1 triệu 7. 1 triệu 8. Rồi, anh Vũ 1 triệu 8. Một tám năm mươi. Một ghi năm cái càng cú nọ ghi năm nhất. Bộ dê rất là khỏe. Ok luôn. Đã ăn vào thành chậu. Với chậu à? Rất là khỏe. 1.850.000 cho anh Tuấn Anh. Tí nồi mà, lâu rồi. Cái này lâu rồi đúng không? Quá lâu rồi. Dừ rồi. Cho anh số tài khoản mày này. 200. Ông anh chuyển tiền đấy. 300. Hả? 300. 300. 1.850.000. 1.850.000 à? Của anh Tuấn Anh. 300. 1.850.000 lần thứ nhất. 1.850.000 lần thứ nhất. Nguyễn Thị Trang à? Em rất là thân nhờ. Không được nhường, 1.850.000 lần thứ hai. Đây là mình cái chào trường room nhá. Chào bài nào, cho tình cảm nào. Anh chơi em tí nhá. Là gì đấy? Hẹn em nào đây? À kia hẹn nào đấy? Và cứ chờ anh tí à. Dạ vâng, xin chúc mừng anh Tuấn Anh đã sở hữu cây 5 cây trắng phú thọ. Xin toàn thể thủ trưởng một tràng tay để chúc mừng hai anh em này. Vâng, vâng. Chào tất cả các cụ nhá. Cho hết rồi em ơi. Cho tắt rồi anh. Cho tắt vào rồi chín. Đúng không? Cho tắt vào đây. Bỏ bôi à? Dạ, ấn nước xuống. Cho 50 lẩu à? Ô, ban tổ chức lâu thế. Em xin giới thiệu với toàn thể của anh em và một chậu ghi thân đủ hòa bình bao gồm một ghi dài. Anh Hào cho em xin được thôi anh Hào. Và năm ghi nhỏ. Say, gần say rồi. Chậu